Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 7, từ câu 40 đến câu 53. Một ngày nọ, sau khi Đức Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: "Ông này thật là vị ngôn sứ." Kẻ khác rằng: "Ông này là Đấng Kitô." Nhưng có kẻ lại nói: "Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: "Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao?" Vậy, vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ, một số trong họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu, họ liền bảo chúng: "Tại sao các anh không điều ông ấy về đây?" Các vệ binh trả lời: "Xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy." Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: "Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng ngũ lãnh đạo hay trong giới Pha-ri-sêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa." Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-xu. Ông nói với họ: "Lề luật của chúng ta có phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không?" Họ đáp: "Cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy, không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả." Sau đó, ai nấy về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, việc gặp gỡ Chúa Giêsu luôn mang lại những thách đố, đặc biệt là trong công việc chọn lựa hay ủng hộ hay chống lại người. Chúa Giêsu không chấp nhận sự trung lập, hoặc ủng hộ, hoặc chống đối, hoặc quy tụ, hoặc phân tán, chứ không thể có thái độ lưng chừng. Đức Giêsu còn là một hài nhi, cụ Simeon đã loan báo cho Đức Maria. Con trẻ này là duyên cớ cho nhiều người phải vấp ngã hay được trỗi dậy. Thánh Gioan ít nhất đã hai lần đề cập đến sự chia rẽ quan điểm giữa dân chúng về Chúa Giêsu. Nhưng điều quan trọng cuối cùng là: bạn bảo ta là ai, hay Chúa Giêsu của bạn là ai? Một phẩm cách đáng chú ý của Chúa Giêsu là sự tự do. Người không hề sợ ai, cũng chẳng quy lụy ai. Nhiều lần chúng ta đã được chứng kiến sự tự do đầy uy nghi của người. Chẳng hạn trong Tin Mừng Luca, họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người đã băng qua giữa họ mà đi. Và trong Tin Mừng Gioan, không ai lấy được mạng sống của ta. Vì vậy, những gì Chúa Giêsu làm cho chúng ta, người đã làm trong sự tự do hoàn toàn. Người làm vì người muốn, không ai lấy được mạng sống của ta, nhưng chính ta tự ý hy sinh mạng sống mình. Đó là một dấu chỉ đầy thuyết phục về tình yêu kỳ diệu của Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con ngày càng xác tín như Thánh Phaolô: "Chúa đã yêu tôi và phó mình vì tôi." Amen.